YouTuber người Mỹ mỉa mai BTS và cười cợt lễ tang Jonghyun Shiny. Mới đây, YouTuber người Mỹ Kim Star đã khiêu chiến với fan K-pop toàn thế giới khi tung đoạn rap có tên K-pop Stand Diss Track bài diss các fan K-pop. Chữ Stan là viết gộp từ stalker, người theo đuổi và fan, người hâm mộ để ám chỉ các fan cuồng. Với lời lẽ khá thô tục, Kim Star đã vẽ nên một cái nhìn đầy tiêu cực về các K-pop stan khiến người hâm mộ toàn thế giới không khỏi phẫn nộ. Kim Star cũng nhắm thẳng trực tiếp đến nhóm BTS khi gọi họ là những người không thể tự quyết định, cũng như buông lời chửi thề trực tiếp đến Jimin. Xuyên suốt bản rap diss là loạt những từ ngữ thô tục, hình ảnh Kim Star kích động cùng những hình ảnh idol K-pop được sử dụng với mục đích xấu xí. Bên cạnh đó, giọt nước làm tràn ly khi Kim Star lấy hình ảnh lễ tang của Jonghyun Shiny rồi để lại những lời mỉa mai. Tôi tự hỏi sao dạo này ai trong họ cũng tự tử cả. Câu rap này khiến cho toàn thể fan K-pop phẫn nộ tột cùng khi đem sự ra đi của cố nghệ sĩ được đông đảo khán giả tiếc thương ra đùa cợt. Dù các câu rap khác của Kim Star có thể gây tranh cãi, nhưng việc đem người đã khuất ra đùa cợt thực sự khó có thể chấp nhận và biện hộ. Tất nhiên, Twitter của Kim Star không thể nào yên ổn sau khi tung đoạn diss trên, anh nhanh chóng nhận về vô số bình luận phản đối từ fan K-pop toàn thế giới. Đổi lại, anh còn công khai thách thức khán giả bằng đoạn tweet mới nhất: "Các bạn toàn dối trá cả, tôi vô tội, bạn biết mà, bạn cứ spam vì tôi làm trò đùa về việc một ngôi sao K-pop qua đời, chứng minh đi chứ. Bạn không thể chứng minh vì tôi có nói gì như vậy đâu. Tôi xuất hiện trong đoạn clip và không nói gì cả, bạn bị bắt quả tang nói dối rồi nhé." Dù vậy, cộng đồng fan K-pop vẫn đang rất phẫn nộ về hành động của YouTuber này và yêu cầu anh chàng phải gỡ ca khúc có nội dung tiêu cực trên. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí DNews để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày.